xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh vào trước micro này. Hãy cùng bắt tay vào tô của mình nha. Điện này để mình tô màu tím này.
là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một chiếc micro màu xanh và màu tím rất là đẹp này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.